ពូលីម្នាក់នេះបានបុកអ្នកជីកងម្នាក់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែប្រើទូរស័ព្ទនៅពេលបើកបុកនៅពេលដែលបុកអ្នកជីកងនោះហើយគាត់អត់រត់ទៅណាទេគាត់ចុះពីរថយន្តហើយចុះទៅមើលអ្នកជីកងនោះសំណាងដែរដែលគាត់បើកក្នុងល្បឿនយឺតៗអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកជីកងនោះមានរបួសតែក្បាលជង្គង់បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះហើយសំណាងមួយទៀតនោះគឺឯសារតែអ្នកជីកងនោះគាត់មានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែរជាប់នៅនឹងដើមទ្រូងរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត
chụp lại bọc quát hay bọc quát tiếng cầm rau tại mà đó hãy được khiêm dị khăn lưu chứ này sao tại bởi lý bà ước thông lưu bốn dưới dứt quát viên rập buộc bà chung cung tay một tích và nó hay quát còn để tìm tiêu bởi lý nút xong còn thầm mây đọc quát bằng tốt bì bật tựa này bàn cả lớn lúc bởi lý quát hay bởi lý xin tiền ở một thứ cầm đọc hết đảm bây chỉ viên lưu vì việt phó bởi cháu này sao tại quát chụp bởi lý quát này quát cầm đọc hết ở bì cụ thân hạn bọc quát bà này bật tựa này bàn cả lớn lưu lưu lệ mà rồi đọc muối và sắp nâng lưu country road J nơi rọt Missouri, xa rọt Amrit cả vì thường ngày tì mà phơi bùm bấy khai cả cả đá cho nàm vi bọn đọc bùm bấy từ tới ở hai chìa bà nàm cho nàm cả lạc môn bọn tốt bì rương đi bàn cát láng lô bù lý đại chỉ nèm bằng có hai nốt trở bàn kịp chú bì càng nghĩa đau từ tù bàn bà khai cho thòm bà nà hai cột công phương tài sân khăn ông ca sư mù kết dùm đăng thạc kê ở ca sư mù kết nàng đọc bên nà hai đếp bà rương đi bàn cát láng cả vì chìa bà nàm cho nàm cả lạc môn chứng xúc bò xong cùng chơi tour sập cùng nhà xa là về bạc bộ chỉ biết xem nơi cái này là miền chợ cho chuyện ít xong một bộ đó không nên miền sập thì không về bạc bộ.